Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Gọi ngay Mango Tours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Người già công ty vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-595-1841. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Thảo Yên. Hoan chào quý trở lại với tất cả quý khán giả từ Cà Phê Sáng Sàng Thời Sự Thế Giới. Trong ngày thứ 5 hôm nay, diễn biến của cơn bão Helene cũng như nhiều tin tức khác, breaking news ở New York, ông thị trưởng đã bị truy tố. Mời quý vị cùng theo dõi với chúng tôi ngày hôm nay. Thế nhưng đầu tiên là thời tiết như thế nào, Thảo Yên? Vâng, thưa quý vị và thưa anh, chúng ta có hôm nay với ngày mai thứ 6 là trời vẫn dưới 80 độ, thưa quý vị. Và hai hôm nay đó thì gió khoảng đâu từ 8 đến gần 10 dặm một giờ. Thế nhưng đến bắt đầu từ thứ 7 trở đi thì hai ngày cuối tuần là thứ 7, chủ nhật, nhiệt độ nó tăng trung bình khoảng đâu chắc 80 lên đến 82. Cái cuối tuần ấm hơn và kéo dài đến qua tuần sau, nhưng quý vị thấy nguyên tuần sau luôn là nhiệt độ trung bình khoảng đâu từ 84 cho đến gần 85 độ. Nói chung từ cuối tuần kéo qua đến tuần sau là trời ấm hơn hẳn. 6 giờ chiều nay chính xác luôn, bão Helene sẽ ập vào bờ biển phía tây bắc tiểu bang Florida, ảnh hưởng cả khu vực Tampa vân vân và vùng thủ phủ Tallahassee. Đây là dự báo đến giờ phút này, 9 giờ cho đến 11 giờ đông bộ Hoa Kỳ, tức là 6 giờ chiều California trở đi, cơn bão lên tới 130 tới 135 dặm một giờ và ảnh hưởng cái thành bão nặng nhất là từ Mexico Beach cho đến Horseshoe Beach của Florida. Đây là vùng vịnh Mexico. Họ nói hôm qua chúng tôi đề cập đó, họ nói cái mực sóng khi mà bão, cái thành bão nó quét, nó đẩy cái sóng, nó đưa hết vừa mưa vừa nước biển, nó đẩy vào bờ. Họ nói cái khoảng thời gian đó là ghê gớm nhất, unsurvivable, có nghĩa là không có ai, không có cái gì sống được nếu mà nằm ở cái khu vực này. Và ngay trong lúc này đó thì ông thống đốc DeSantis đã có cuộc họp báo liên tục kêu gọi người dân di tản. Họ đã biết trước cho nên cũng đã chuẩn bị rồi, nhiều người di tản rồi. Hiện không biết rõ là có bao nhiêu cư dân sống từ Mexico Beach đến Horseshoe Beach, nhưng mà họ nói tất cả những cái căn nhà nằm sát biển dọc theo cái mức sóng cao tới 25 feet, thưa quý vị, 25 feet, quá cao và sẽ ảnh hưởng cả cái khu vực này. Từ bây giờ thì đang ở ngoài khơi, nhưng mà cứ khoảng 10 dặm nó đi vào từ đến 6 giờ chiều nay là vào. Và chắc chắn quý vị mở đài truyền hình lên sẽ có phóng viên trực tiếp, họ sẽ hiện diện ở cái khu vực này, cũng như hình ảnh của máy bay satellite vân vân sẽ cho biết thêm chi tiết. Tình hình tài chính ngày hôm nay có một cái tin vui, đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, thưa quý vị, người Mỹ tiết kiệm nhiều hơn. Và trên màn hình đó là Bank Truth. Họ dựa vào những cái khoản quỹ tiết kiệm. Quý vị mở một cái chương mục ngân hàng và người Mỹ lúc trước đây đó, họ không quan tâm tới saving account hoặc là checking account. Quỹ tiết kiệm mà quý vị sử dụng đó để mà deposit hoặc là tiền lương trực tiếp bỏ thẳng vào, rồi chi tiêu có ATM card. Và họ nói rằng nhờ cái phân lời quá cao trong thời gian qua, và cũng như cái việc thúc đẩy của các ngân hàng kêu gọi thuyết phục người dân bỏ tiền vào quỹ tiết kiệm hơn, cho nên thay vì để tiền mặt, người Mỹ trong thời gian qua, nhất là sau đại dịch đó, bắt đầu tìm kiếm những cái checking hoặc là saving account không tính tiền phí. Trong đó họ nói rằng cái minimum to open là 0 đồng, rồi cái rate là lên tới 5.3, 5.18. Nói chung, ngân hàng đưa ra chi tiết là trung bình là 5%.
Họ nói có những, thí dụ như là 10.000 trong vòng một năm tiết kiệm được 500 đô. Cho nên rất nhiều người bỏ vào quỹ tiết kiệm. Người Mỹ giờ đây thì đã biết cách, bởi vì nhờ cái thân lời cao, cho nên họ gia tăng cái việc tiết kiệm. Không biết được trong tương lai chắc chắn là phần lời sẽ đi xuống bởi vì quỹ dự trữ liên bang cắt giảm lãi suất. Hôm nay đó, các công ty chẳng hạn như là Micron chuyên về AI, họ là công ty nghiên cứu về con chip điện toán. Nhưng mà con chip điện toán đó tương tự như Nvidia đó sẽ để vào đầu tư vào khu vực AI. Và với cái dự đoán có lời mạnh mẽ và AI sẽ tiếp tục thống lĩnh thị trường, vì thế đều tăng mạnh. Đồng thời đó, một điểm cũng đáng ngạc nhiên, Southwest Airlines lại công bố lợi nhuận và nhìn về tương lai tốt đẹp hơn. Ngày hôm nay thì Quỹ Dự trữ Liên bang cũng cho biết là nền kinh tế của Hoa Kỳ tiếp tục vững chãi sang tới năm 2025. Tất cả những cái tin tức này tạo nên một cái sự lạc quan cho giới đầu tư. Dow Jones ngày hôm qua lúc chúng tôi gửi đến quý vị đó nó mất gần 200 điểm, bây giờ thì tăng lại được 200 điểm và trở lại mức kỷ lục mới. 42.120, Nasdaq cũng lên được 42 điểm, 18.124 kỷ lục mới. Nasdaq S&P 500 hiện nay có màu xanh là kỷ lục mới, S&P 500 lên 12 điểm. Còn trái phiếu 10 năm là 3,8, nhích lên chút xíu so với ngày hôm qua. Dầu lại xuống đậm. Putin tuyên bố là Nga sẽ tiếp tục hợp tác với OPEC Plus. OPEC là 10 cường quốc chuyên về sản xuất dầu hỏa, cộng thêm các quốc gia khác, trong đó có Nga, sẽ tiếp tục hợp tác. Nhưng mà điều này cũng có nghĩa là Putin sẽ bơm thêm dầu hỗ trợ cho chiến tranh Ukraine, không muốn Ukraine thắng. Dầu 68 đồng 27 sen dưới 70 đô la, vàng lên 8 đồng kỷ lục mới nữa. Mỗi ngày mà quý vị thấy giá vàng màu xanh tăng kinh khủng trong thời gian qua. 2.692 đồng 40 sen một troy ounce ngày hôm nay. Và thưa quý vị, gần một năm bị điều tra, bắt đầu là vào tháng 11 năm ngoái, thì vào ngày hôm qua, ông thị trưởng của New York Eric Adams đã chính thức bị truy tố. Mà bây giờ cái cáo trạng dài 54 trang đó đã chính thức được in siêu sáng nay ở tòa án. Thưa quý vị, ông bị truy tố 5 tội liên bang, đó là hối lộ, gian lận và nhận quyên góp bất hợp pháp từ chính phủ nước ngoài. Và đặc biệt đó, cái cuộc điều tra này nó không có gói gọn là từ khi mà ông lên nhậm chức thị trưởng New York từ năm 2021, mà cái cuộc điều tra này của FBI cho thấy là ông đã có những hành vi nhận hối lộ bắt đầu từ năm 2014. Thưa quý vị, thì quay trở lại cái chuyện của ông Eric Adams ấy, thì mọi chuyện bắt đầu là vào tháng 11 năm ngoái, khi mà có những cái lời tố cáo từ những người whistleblowers mà bây giờ đó có thể nói là họ là những người nhân viên ở trong chính quyền của ông, nhưng mà vì những cái chuyện gì đó họ đã nghỉ việc và sau đó họ quay ra họ chỉ chứng. Thì họ tố cáo là ông Eric Adams đã nhận tiền từ chính phủ của Thổ Nhĩ Kỳ, thưa quý vị, để mà sau đó đó đổi lại ông dùng chức vụ của mình để mà thông qua cái process cũng như là những cái giấy phép xây dựng cái tòa nhà cho Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ, là cái tòa nhà này đây thưa quý vị, mà chúng tôi đã từng gửi đến quý vị rất chi tiết, là khi mà xây dựng như vậy có rất nhiều những cái giấy phép nó lại liên quan đến sở cứu hỏa, họ phải đến họ inspect vân vân. Nhưng mà bởi vì Eric Adams đã nhận tiền bạc từ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, cho nên là cái người ông chief của sở cứu hỏa rồi luôn đó là coi như là làm rất sơ sài và không có kiểm tra gì hết, để cho cái đại sứ quán này có thể khánh thành sớm hơn dự kiến. Rồi đổi lại đó, ông Eric Adams ổng nhận về khoảng 14.000 tiền mặt từ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mà không có phải trực tiếp, mà chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đưa cho ông thông qua một cái công ty xây dựng, thưa quý vị, cái công ty xây dựng tên là KSK Corporation. Thì dựa vào cái công ty đó đưa 14.000 công ty này trả vào trong cái chiến dịch tranh cử cho Eric Adams. Rồi chưa kể sau này khi bị điều tra đó, thì FBI phát hiện Eric Adams liên tục
giống như là mỗi lần đi công du hay đi nghỉ dưỡng vân vân đều sử dụng những cái hãng hàng không của Thổ Nhĩ Kỳ, và đặc biệt luôn ngồi ghế business class, rồi nhận về những rất nhiều những cái lợi ích khác nữa mà đều truy ra là từ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Thì cái đó là bản thân của ông này. Nhưng mà lúc ban đầu đó, thưa quý vị, từ lúc tháng 11 năm ngoái, FBI họ bắt đầu cái cuộc điều tra này là họ đã đến, và đầu tháng 11 họ đột kích văn phòng và nhà riêng của cái cô này là Brianna Sucks, là cố vấn cũng như là cái người mà top fundraiser cho chiến dịch tranh cử của Eric Adams. Và sau đó là đến tất cả những cái người họ gọi là nằm trong cái inner circle của ông này đều là quan chức của New York hết. Chúng tôi sẽ quay lại tiếp tục phần tin tức này thưa quý vị. Tin tưởng người bạn nên là em tới đây và em rất là hài lòng về cái phục vụ cũng như là cái văn phòng mới của mình. Và thế cho nên là cũng giới thiệu đến mọi người là nếu như có nhu cầu về răng thì hãy liên hệ tới văn phòng. Đúng vậy, Precious Implant Dental ngay trên đường Bosa phục vụ mọi nhu cầu nha khoa với các bác sĩ nhiệt tình, nhẹ nhàng, tận tâm, phòng lab ngay tại chỗ. Giúp chồng răng, cấy răng, làm răng giả, răng sứ nhanh chóng thuận lợi để phục vụ từng bệnh nhân thật chu đáo. Xin vui lòng gọi lấy hẹn 949 629 0103.